Cám Chim Đất Việt xin chào các bác. Hôm nay xin chia sẻ với các bác cặp lồng tại nhà Cám Chim Đất Việt. Và đây là cái mẫu lồng của Lạng Sơn. Đây là mẫu lồng rất là thích dành cho chim họa mi, một cặp chống mái luôn. Các bác, đây là cái mẫu vảy cá nhỏ, làm cực kỳ sắc nét, tinh tế, các bạn có thể nhìn thấy. Sàn linh đỏ. Rất là đẹp, cặp này thì mình chưa nhốt chim, mai kia là cũng nhốt thôi. Chuyển toàn bộ vành, vành đến nắp. Cầm cái lồng rất là chắc tay. Chắc tay và làm cực kỳ kỹ. Đặc biệt là cái form với lồng họa mi của Lạng Sơn thì có lẽ là không thể chê vào đâu được rồi. Rất là đẹp. Ghép từng miếng nhỏ đây, một vành này đây. Nó xếp thành cái vành cá nhỏ này rất là đẹp. Cảm ơn các bác đã theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt. Xin chào tất cả các bạn. Đừng quên đăng ký kênh Cám Đất Việt trên YouTube nhé, cập nhật nhiều nhất video mình đăng lên.